Bất động sản thiện nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang ở chỗ này vẫn là thuộc thị trấn Di Linh. Thị trấn Di Linh, tỉnh huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thì đây có một cái lô đất đang trồng cà phê đây. Đường vào đây nó hơi dốc trên một cái triền đồi luôn. Ở đây thì cũng có nhà dân ở xung quanh đây. Cái mặt đường này dài được cả hơn 100 mét ấy. Cái lô đất này là 1 hecta. Đấy, giá các bạn ấy giao là 850 triệu. Đây có khá nhiều đồi, bên kia chắc đồi chè, bên này đồi cà phê. Chỗ này có một cái trang trại, này là trang trại nuôi bò. Đó, trang trại nuôi bò sữa. Thì cái lô đất này đang trồng cà phê, đất khu quy hoạch khu dân cư. Ngay đằng sau công an huyện Di Linh. Đấy, trụ sở của công an huyện đang mặt bằng ở phía trên này đang đang xây lớp mặt bằng và chuẩn bị xây dựng cái trụ sở công an. Ở cạnh công an này thì chắc cũng khá là an toàn đây. Một cái vị trí nghỉ dưỡng khá đẹp, rộng. Đằng sau cái lô đất đó nó còn có một cái mặt tiền đường mà gọi là các bạn gọi là mặt tiền đường phân lô. Chỗ này là nhà dân ở nhé. Thì chỗ này là đường đi vào, còn chưa được đẹp nhưng mà trụ sở công an ở ngay phía trên cái ô tô đậu này. Tôi lên tới cho quý vị. Nên tôi lên cho quý vị xem cái đường cái mặt bằng ở phía trên này. Đây cái chỗ mà đang dọn cây cỏ này. Dọn cây cỏ này là đất công an, ở trên cái bản đồ quy hoạch cũng ghi là đất công an bôi màu đỏ luôn. Đất quân đội với đất công an là bôi màu đỏ hết. Thì ngay ngoài chỗ đường điện, dây điện kia quý vị nhé. Thì chỗ đấy là đường Ngô Quyền. Đường Ngô Quyền ở thị trấn Di Linh. Vượt qua đường Ngô Quyền kia thì là xuống Hồ Tây. Có rất nhiều lô đất ở Hồ Tây mà chúng tôi đang giao bán. Đó, đây là đất của công an này. Đang công trình làm luôn. Đó, thì đất của công an này là mặt tiền đường Ngô Quyền này quý vị nhé. Chỗ ngã ba từ cái đường Ngô Quyền này đi vào cái miếng đất kia nó sẽ khoảng 150 mét. Tức là lên đỉnh đồi xong rồi nó xuống dốc thoải thoải một chút là đến cái miếng đất mà đang giao bán nha quý vị. Đường ngoài này là đường Ngô Quyền, tương lai là sẽ là đường 35 mét từ tim đường cả về hè. Theo quy hoạch thì cái đường này sẽ mở rộng ra hai bên. Đó, đường này sau này sẽ mở rộng ra 35 mét luôn. Hiện trạng thì này chắc chỉ được khoảng 8 mét. Cả về hè bờ cỏ này chắc hơn 8 mét, hơn 8 mét. Đó. Thì phía dưới này qua cái đường Ngô Quyền này thì đây, Hồ Tây đây nha quý vị. Đó, Hồ Tây. Và có cái bờ đập. Có cái bờ kè mà người dân tỉnh vẫn hay ngồi câu cá mà tôi cũng quay ở một số video khác. Thì có một cái sản phẩm nghỉ dưỡng. Diện tích cũng khá là lớn. Quý vị nào mà có thể quan tâm và phù hợp với nhu cầu thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua những số điện thoại ở bên dưới. Để chúng tôi gửi thêm những cái thông tin như là sổ hay định vị vị trí hoặc là các cái thông tin cần thiết khác. Quý vị nào quan tâm thì liên lạc. Quý vị nào có nhu cầu khác thì comment để tôi có thể tìm theo các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý vị. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.